Cô thân chào các em học sinh khối 6 trường Chu Văn An thân mến. Để giúp cho việc làm bài kiểm tra định kỳ khối 6 được tốt hơn, hôm nay cô trò mình cùng nhau ôn tập. Nội dung bài ôn của cô trò mình sẽ là bài: thứ nhất, đặc điểm chung của thực vật, sự lớn lên và phân chia của tế bào, sự hút nước và muối khoáng của rễ cây, thân dài ra do đâu, sự vận chuyển các chất trong thân, biến dạng của thân, hình 7.4, cấu tạo tế bào thực vật. Rồi bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau ôn nha các em. Câu đầu tiên của cô đã là gì? Đặc điểm chung của thực vật. Thì các em nhớ giùm cô, câu này sẽ gồm có 3 ý. Đầu tiên là tự tổng hợp được chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển, phản ứng chậm với các kích thích từ môi trường. Các em lưu ý giùm cô, kích thích chứ không phải là kích thước. Các em hay bị sai ở đây, sai một chữ thì sẽ đi hết 11 bài luôn nha, vì ý nghĩa của nó sẽ khác nhau. Các em lưu ý điều này giùm cô. Và bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu câu số 2. Quá trình phân bào diễn ra như thế nào? Thì các em lưu ý cho cô, ở câu này chúng ta gồm có 3 ý. Đầu tiên hình thành thai nhân, sau đó chất tế bào mới phân chia, và cuối cùng là phát tế bào hình thành, ngăn đôi tế bào cũ thành hai tế bào con. Tế bào ở bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Thì chúng ta biết là chỉ có ở tế bào của mô phân sinh mới có khả năng phân chia. Nhớ giùm cô nha. Thân dài ra do bộ phận nào? Đây là một cái câu người ta yêu cầu mình trình bày thí nghiệm. Và khi trình bày thí nghiệm, bao giờ các em cũng sẽ trình bày 3 bước cho cô. Đầu tiên là thí nghiệm, quan sát và kết luận. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu thí nghiệm. Gieo một số hạt đậu phộng hay có nước ẩm. Chọn 6 cây đậu cao gần bằng nhau, cắt ngọn 3 cây. Ở đây cô có thể chọn 2 cây, 4 cây, 8 cây. Và khi mà cô cắt ngọn thì cô sẽ cắt ngọn phân nửa trong tổng số cây đó. Giả sử cô chọn 2 cây, cô sẽ cắt ngọn 1 cây. Cô chọn 4 cây, cô sẽ cắt ngọn 2 cây. Cô chọn 8 cây, cô sẽ cắt ngọn 4 cây. Sau 3 ngày, cô sẽ đo lại chiều cao của các cây. Quan sát, cây mà cắt ngọn thì thân của nó sẽ không dài ra. Còn cây mà không cắt ngọn thì thân của nó dài ra. Và kết luận, cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn. Bấm ngọn tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, những loại cây nào thì tỉa cành? Cho ví dụ, để tăng năng suất cây trồng, tùy từng loại cây mà chúng ta bấm ngọn hoặc tỉa cành vào những giai đoạn thích hợp. Ví dụ những cây mà trưởng thành, người ta sẽ bấm ngọn như để cây tập trung phát triển nhiều trồi hoa quả. Ví dụ như cây đậu, cây bông, trước khi ra hoa người ta sẽ bấm ngọn. Còn những cây mà tập trung phát triển chiều cao thì người ta sẽ tỉa cành. Ví dụ cây lấy sợi hay là cây lấy gỗ. Nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây. Thì tức ta đều biết là tất cả các cây đều cần nước. Cây không chỉ cần nước mà còn cần các loại muối khoáng, trong đó cần nhiều muối đạm, muối lân, muối kali. Và các em lưu ý cho cô, đây là muối khoáng chứ không phải là muối y ớt, nhớ chưa? Cây mà các em tưới muối ớt thì cây sẽ bị chết đó nha. Bộ phận nào của rễ có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng? Thì chúng ta biết là ở rễ cây thì bộ phận mà có chức năng chủ yếu hấp thụ nước và muối khoáng chính là lông hút. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây? Ở câu này các em lưu ý giùm cô, chỉ có 3 điều kiện thôi. Thứ nhất là thời tiết nè, khí hậu và các loại đất trồng khác nhau thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoáng của cây. Kể tên một số loại thân biến dạng, chức năng của chúng đối với cây. Cho ví dụ, thì ở thân biến dạng chúng ta chỉ có 3 loại thân thôi. Thứ nhất là thân cũ, thân rễ và thân mọng nước. Thì thân cũ và thân rễ đều chứa chất dự trữ, thân mọng nước dự trữ nước. Ví dụ, mỗi loại ví dụ các con cho cô 2 củ trở lên. Ví dụ thân cũ là củ khoai tây và su hào. Lưu ý ở đây,
Các em tuyệt đối không cho củ khoai lang, củ khoai mì, vì nó là rễ biến dạng là rễ cũ. Còn thân rễ là củ dông, củ gần, củ nghệ, củ riêng. Và thân mọc nước là xương rồng, cành dao, cây nha đam, cây thăng long cũng đều là thân mọc nước. Ở câu này, mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng. Thì thí nghiệm, các em cũng sẽ trình bày 3 bước cho cô. Thí nghiệm quan sát và kết luận. Lưu ý ha, cắm cành hoa hồng trắng vào trong bình nước màu đặt ra chỗ khoáng. Các em cắm hoa gì cũng được, miễn là nó có màu trắng vào trong bình nước màu. Quan sát, sau một thời gian, cắm hoa có sự chuyển màu. Cắt ngang thân cây, dùng kính lúp quan sát. Phân vị nhiễm màu chính là mạch gỗ. Và cuối cùng kết luận, nước mà muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ mạch gỗ. Chú thích đầy đủ sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật. Có nghĩa là cô sẽ vẽ sẵn cái hình. Các con chú thích. Cái này mình sẽ gọi là phát tế bào bên cạnh. Phát tế bào, màng sinh chất còn gọi là màng tế bào. Nhân, không bào, chất tế bào và lục lạc. Chúng ta nhớ chỉ có 7 chú thích cái hình thôi nha các em. Các em lưu ý, ở trong bài kiểm tra định kỳ này, chúng ta sẽ có một câu hỏi pizza. Thì câu hỏi pizza là sao? Cô sẽ cho một cái đoạn văn, và dựa trên đoạn văn đó cùng với các kiến thức các em đã được học, các em sẽ trả lời. Lưu ý, người ta hỏi cái gì thì các em sẽ trả lời cái đó. Vì chúng ta trả lời lan man thì chúng ta sẽ bị mất thời gian, vì chúng ta chỉ có 45 phút để chúng ta làm bài. Và cô chúc các em làm bài thật tốt để đạt được kết quả trong kỳ kiểm tra này. Thân ái chào các em.